Thưa quý vị và các bạn, 5 tháng qua thì cả nước đã xảy ra 118 vụ tai nạn giao thông do rượu bia. Và chỉ tính riêng trong tháng 5 vừa rồi thì có tới 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới rượu bia. Và những tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia thì để lại những hậu quả rất nặng nề, đơn cử như là trường hợp của một nạn nhân mà chúng tôi đề cập ngay sau đây. Bữa đó em sao mà em bị tai nạn như vậy ạ? Dạ, bữa đó em có đi nhậu với bạn. Lúc dậy thì nồng độ cồn quá cao nên là không có kiểm soát được tốc độ. Thường mình chạy rất là chậm. Chỉ có một bữa đó là mình uống hơi nhiều á. Rồi đâm ra mình không kiểm soát được tốc độ. Bé nhập viện là được mấy ngày hả chị? Bé nhập viện là bữa 12 tháng 6. Ta đưa nó vô bệnh viện là lúc 11 giờ phi mà tới 3 giờ rưỡi sáng nó mới tỉnh rồi đọc số điện thoại thì người ta mới điện về nhà. Hay tin con mình vậy chứ sửng sốt hết trơn rồi. Không ngờ vậy luôn tại bình thường nhà bé cũng ngoan lắm. Tai nạn thì xui rủi nhưng mà do uống rượu bia bị tai nạn thì chị thấy như thế nào? Con chị bị vậy rồi, chị mong muốn mấy bạn trẻ nếu như mà cứ uống rượu bia rồi nên kiểm soát mình đi, đừng có tham gia giao thông nữa, tại thấy mấy tình trạng này thấy khổ quá. Xác định đây là một trường hợp là tổn thương tủy hoàn toàn, là từ ở dưới mức tổn thương xuống là bệnh nhân mất hoàn toàn cảm giác vận động. Đây là một trường hợp mà tiên lượng sau mổ rất là xấu, nghĩa là bệnh nhân rất khó có khả năng trở về những cái tình trạng sinh hoạt hay là lao động thường ngày được. Đây là một cái vấn nạn xã hội, là tôi nghĩ đây là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho các quý phụ huynh hay là những cái người có sử dụng rượu bia khi mà tham gia giao thông. Theo lời khuyên của bác sĩ là hạn chế tối đa, hoặc là khi mà sử dụng rượu bia thì không được tham gia giao thông để hạn chế những cái di chứng hay cái hậu quả ảnh hưởng sức khỏe của mình, sinh kế của mình. Việc sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông không những gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng mà còn để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Hãy tuân thủ quy định, đã uống rượu bia không được lái xe để an toàn trên khắp các nẻo đường. Trước tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp mà nguyên nhân chính của các vụ tai nạn là người điều khiển xe có rượu bia và chất kích thích. Thành phố Cần Thơ đã tổ chức đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi điều khiển xe có rượu bia. Và đến nay, chỉ sau một tuần ra quân, đã có 15 trường hợp điều khiển xe có rượu bia bị xử phạt theo Nghị định 100 của Chính phủ.